Event khai trương BBT quận 12 khuyến mãi khủng từ súp đến gym. Giây phút quan trọng nhất của tập thể nhân viên BBT sau hơn 12 tháng đặt những trụ bê tông đầu tiên xuống mảnh đất mà giờ đây là nơi tọa lạc của công trình hùng vĩ Duy Nguyễn Tower quận 12, trung tâm gym, fitness, yoga đẳng cấp 5 sao, án ngữ khu Bắc Sài Gòn. Để chia sẻ niềm vui chung đến những quý khách hàng cùng tập thể fan hâm mộ Duy Nguyễn luôn ngày đêm theo dõi, BBT sẽ tổ chức một chương trình book resale kéo dài từ ngày 2 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 19 tháng 9 năm 2019 với nội dung cực kỳ hấp dẫn. Quý khách hàng sẽ được nhân viên dẫn tour tham quan hệ thống trung tâm với 5 sàn tập bao gồm các khu boxing, yoga, cardio, tập gym, dance, khu sauna và hệ thống phòng tắm toilet nam nữ, VIP lộng lẫy tiêu chuẩn 5 sao. Trải nghiệm thử ngay dòng máy tập VIP top 1 Mỹ, đẹp, sang trọng, tập đến đâu thấm cơ bắp đến đó, chỉ có duy nhất độc quyền tại hệ thống fitness THOL. Tiệc nhẹ trong quá trình tham quan gồm bánh, protein, BCA, trải nghiệm thử dòng sản phẩm đẳng cấp Isojack Superheal của hãng Evogen. Chụp hình lưu niệm check-in tại trung tâm. Đặc biệt, trong khung giờ vàng từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, quý khách hàng sẽ được tham gia các hoạt động thể chất do công ty tổ chức như boxing, hít đất, nhảy dây, gập bụng và người chiến thắng sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ BBT. Điều đặc biệt hơn tất cả đó chính là chương trình Sell Off diễn ra từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 dành cho tất cả khách hàng. Chỉ từ 499.000 trên một tháng, giảm ngay 20% với các gói VIP Membership và gói PT, quý khách hàng sẽ được tận hưởng những quyền lợi như sau. Tập luyện cùng trang thiết bị đẳng cấp, hệ thống phòng yoga, dance sang trọng, hệ thống phòng tắm sauna, phòng nghỉ đạt chuẩn 5 sao, Free BCA Amino cung cấp chất điện giải phục hồi khỏe mạnh trong lúc tập, Free gói kiểm tra chỉ số sức khỏe tư vấn dinh dưỡng cùng những chuyên gia của THOL và nhiều phần quà hấp dẫn khác như thảm tập, bình lắc, giày chính hãng THOL v.v. và off ngay từ 10 cho đến 50% các sản phẩm thực phẩm bổ sung và phụ kiện thể hình dành cho khách hàng ghi danh trước ngày 19 tháng 9. Đồng thời, chương trình cũng được áp dụng cho khách hàng vãng lai khi đến tham quan và mua hàng trong khung giờ vàng từ 16 cho đến 18 giờ mỗi ngày từ ngày 2 tháng 9 đến 19 tháng 9. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng BBT, cùng Duy Nguyễn lần thứ 2 vỡ òa trong niềm vui vận hành BBT Building số 2 kể từ giây phút lịch sử đầu tiên 17 giờ 17 phút ngày 17 tháng 7 năm 2017. Xin trân trọng.